cho em coi chứ. Chà chà. Nhiều cái à? Nhiều cái, hỏi cổ đi. Ờ, có 10 cái được rồi anh ơi. Tướng coi, đúng rồi. Chứ không lẽ muốn về nhà còn hết. Ờ, mà không biết có yếu không nha. Đếm đi cưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi, nó 10 rồi. Tại em á, em đếm mà em đếm ăn gian á, nên mà hàng này nó không có ăn gian. Nghĩa là hồi nãy em đếm nhanh quá, người ta mới hết mới có 5, em đếm qua 6 rồi. Mà thằng bé này nó rất là ý thức, nó đủ 10 luôn nó mới ngưng. Coi như là yêu thì không biết, nhìn Tuấn ốm ốm vậy chứ không có yếu nha. Thấy hít đất làm sao? Dứt khoát, xuống sâu, mạnh mẽ, đúng không? Chị tên là gì? Mình tên là Hương. Hương, ủa chị Hương không tháo khẩu trang ra hả? Hôm nay mình đang hơi có một chút bận. Cho nên là thôi thì cũng xin lỗi Cát Tường tất cả mọi người trong trường quay. Dạ, mẹ là năm nay nhiêu tuổi nè? Chị năm nay 49. Hai con chia sẻ thì không biết là cảm xúc của chị ha. Mình làm mẹ, mình ngồi dưới mình nghe câu chuyện của con mình thì mình thấy như thế nào? Khi mà mình ngồi ở dưới á, thì bắt đầu là mình thấy bé này ra. Mình đã cảm thấy là nó có một cái gì đó làm cho mình cũng hơi gần gũi một chút. Hai con nói chuyện với nhau. Thì lúc con trai thì nói nên những cái nghĩ của con trai. Và bạn này cũng nói, thì đầu tiên là con trai thì nói mình cũng rất là vui. Và đến khi con trai mình chia sẻ thì cô kia thấy hơi lắc đầu. Mình cũng thấy hơi chạnh lòng một chút. Chạnh lòng là sao, là buồn buồn một chút thôi. Qua câu chuyện bữa ăn trưa của hai con thì mình thấy cảm nhận được cái sự đồng cảm của hai con, mình có hiểu hơn. Và cô bé này thì có thể là cũng thấy hòa đồng hơn và cảm thấy cũng vui vẻ hơn. Không không có mẹ theo dõi kỹ quá ha, lo lắng quá. Còn về thực sự là mình thì có hai lần xây dựng gia đình. Một lần thì có một trai và một gái, còn một lần thứ hai là có hai trai. Nhưng mà mình cũng rất là mừng trong gia đình nhà mình, tuy là hai lần nhưng mà mình cũng rất là mừng, bởi vì có 4 người con. Từ một người ham chơi này, chơi game này, bỏ bê này, gia đình này, nhưng bây giờ thì cháu rất là hoàn toàn là thay đổi rất là nhiều, yêu mẹ rồi, yêu mọi người rồi, lo lắng cho gia đình, công việc, ví dụ đi làm được là bao nhiêu tiền, là mẹ ơi con làm được tầng này này, rồi nói chuyện với mẹ, tâm sự với mẹ này, và nói chung là hai mẹ con rất là hòa hợp. Và cháu cũng rất là hay chia sẻ với mình. Quá tốt rồi chị ha. Cha mẹ nào cũng vậy, cũng mong muốn cho con mình được thành đạt, nó thành người. Nhưng hôm nay chia sẻ như vậy thì chắc là mẹ cũng rất là xúc động ha. Đúng rồi. Rồi nhưng bây giờ với hai cháu ở đây thì không biết bây giờ mẹ có lời gì muốn nói với cả hai bạn đang tham gia chương trình ngày hôm nay không ạ? Ngày hôm nay thì trước tiên là mình rất là cảm ơn chương trình. Cô cũng mong rằng hai con tìm hiểu rồi có thể chia sẻ, thấu hiểu nhau và cùng nhau bước đến con đường tương lai. Rồi bây giờ giả tỷ hai cháu mà tiến tới hôn nhân rồi, không biết bây giờ mẹ riêng rồi, mẹ ở riêng, mẹ có gia đình, có hai con sau nữa rồi nè. Rồi bây giờ mẹ có lo gì cho con trai đầu không nè? Nói chung là người mẹ nào cũng vậy, đúng không ạ? Cho dù là con mình nó có gia đình rồi, nhưng mà thường thường đúng rồi, vẫn thương, vẫn quan tâm, vẫn giúp đỡ. Đấy là cái tâm lý của người phụ nữ nào ở trên đất Việt Nam mình. Tường cũng vậy, rất là đồng cảm với chị ha, và cũng hiểu được cái nỗi lòng của người mẹ. Thì cũng không biết hai bạn trẻ hôm nay như thế nào. Thì mình cứ tiếp tục mình theo dõi, với là mình cũng cầu mong cho các con là lựa chọn cho đúng đắn, rồi sống cho thật là vui, là khỏe, là mình làm ba làm mẹ là mình vui rồi. Rồi cảm ơn chị nha. Chào em. Chào hai bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu về bản thân của mình. Rồi chào em trai trước, mình giới thiệu với mình đi ạ. Em chào chị Cát Tường, chào khán giả đang xem chương trình. Em tên là Đỗ Biết Duy, hiện công việc của em là tài xế, làm chạy xe tải. Duy là quê ở đâu? Ở quê em ở Hà Nam. Hà Nam, mình vào trong này lâu chưa? Em vào cũng 20 năm rồi, em ở quận 7. Rồi là mình trong này là giờ mình sống với ai? Em sống với ba. Mẹ đâu?
trước lúc mà em trưởng thành là gia đình của em có hơi trục trặc chút. Còn ở ngoài quê mình là còn nhà cửa hay là bà con gì ngoài quê không? Dạ còn ạ. Cũng mong là một ngày nào đó nếu mà được thì em sẽ dắt bạn nữ về quê em chơi. À về chơi thôi đúng không? Dạ. Chứ bây giờ là mình quyết định là mình sống và lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh luôn rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Ba em thì cũng có một đường gia đình luôn. Em bây giờ là em hiện tại là em đang ở phòng trọ à, ở một mình. Sau này sao ví dụ lấy vợ đồ này kia thì như thế nào? Bây giờ em chia sẻ là em cũng đã từng gọi là cũng vấp ngã hồi trẻ. Nói chung là hồi trẻ thì cũng vấp ngã. Em cũng bây giờ cũng không phải là già lắm đâu, nhưng mà ý là khoảng độ 15, 16 tuổi thì mình cũng chưa trưởng thành. Lúc đó mình còn trẻ con. Lúc đó cái tâm lý của mình thì vào cái thời điểm đó thì mình cũng chỉ là, thì lúc đó còn ham chơi thì cũng đã từng bị đi vào trường giáo dưỡng. Thì ở trong đó các thầy dạy thì cũng uốn nắn con người mình, cũng giống như đi bộ đội vậy thôi, chứ không phải là đi tù hay là gì. Có nhiều người người ta sẽ hiểu lầm cái nghĩa của cái từ đi trường giáo dưỡng, nhưng mà thực chất vào đó chỉ để dạy con người để tốt hơn, làm cách làm người thôi. Sau cái chương trình này thì em cũng rất là cảm ơn tất cả các thầy ở trong trường giáo dưỡng số 4 đã giúp đỡ em rất là tốt ha. Thật ra thì ai cũng có những cái phút sai lầm hết, đặc biệt cái lúc cái tuổi trẻ, cái tuổi 15, 16 là cái tuổi mà mình bắt đầu vào đời, mình có làm lại được hay không, mình có vực dậy được hay không. Và khi em ngồi đây mà cái thời gian rất là lâu rồi mà em còn cảm ơn những cái thầy ở trong trường giáo dưỡng nữa thì chị nghĩ là em đã tiếp thu được rất nhiều khi ở đó. Mình có thích trai Bắc không? Dạ có, đăng ký em có nói là tìm người bạn trai mà ngoài Bắc. Ồ vậy hả? Dạ. Em tên là gì? Em xin tự giới thiệu, em chào chị Cát Tường. Bạn trai bên kia em tên là Lương Mỹ Quyền. Em sinh ra và lớn lên là tại Cà Mau. Hiện tại thì em đang làm công nhân cơ khí và sinh sống tại Giang. Lương Mỹ Huyền, tại sao mà em lại có sở thích là em thích trai Bắc hay là? Tại vì hai mối tình trước đây của em á là em quen miền quen trai miền Tây cùng quê á, kiểu nó không có được một suôn sẻ rồi cái em nên đi làm cái em gặp và tiếp xúc với nhiều người bạn mà người Bắc á, em thấy họ chững chạc. Hôm nay chạy lên đây quay hình, dạ. Nãy chạy lên mất bao nhiêu bao lâu thời gian, biết đường đi không? Em với anh Giáp bị lộn đường á chị, có 2 tiếng mới tới đây, mới chị Giáp á chị. Trời ơi thấy thương quá ha. Có ngày nào xuống dưới Dĩ An Bình Dương chưa? Dạ cũng có, em cũng xuống được có 1-2 lần thôi. À, nhưng mà em có ngại quen bạn trai ở hơi xa chút không? Thì em thì kiểu như đã đăng ký là tham quen người Bắc thì tất nhiên là em chịu mà chị. À thì bây giờ ta ở Dĩ An thì ví dụ như bao lâu em gặp người ta được 1 lần? Tùy theo bạn gái, ví dụ bạn gái sẽ rảnh vào cái thời gian nào thì em sẽ sắp xếp công việc của em thì để em đi xuống cùng bạn gái, đi chơi cùng bạn gái. Thì chiều tối thì hai người có thể dắt nhau đi coi phim. Em có thể chở bạn về được. Trời dạ. Ơi, giờ đỡ tốn tiền ráp đi về nhà em ơi. Dạ. Trước tiên là vậy nha. Bây giờ là điểm mạnh, điểm yếu của em là cái gì nè? Dạ, ưu điểm của em là siêng năng chịu khó cho công việc. Vậy nếu không phải tránh thì em rất là ok. Còn khuyết điểm của em là do cái tính em nói chuyện quá thẳng, khi tạo cho người ta kiểu cái thiện cảm mà không thích gì em. Vậy hả? Rồi đó, bây giờ thẳng tánh thử tôi nghe coi nè. Bây giờ bên đây là nãy có kể cái chuyện quá khứ đó, lỗi lầm đó, những cái lạc lối đó, rồi có vô chạy giáo dưỡng đó, vô được mấy tháng? Dạ 2 năm. Nhưng mà nói chung vô chạy giáo dưỡng 2 năm luôn đó, thì em có ngại không? Em thì cũng sợ. Không biết ảnh có gì tự nhiên như chạy giáo dưỡng. Hỏi đi đó, em nãy em mới nói em ưu điểm của em với khuyết điểm em thẳng tính em hỏi đi. Anh ơi, em cũng thắc mắc anh có thể mà nói thẳng ra cho em biết là anh có cái gì mà vô trong chạy giáo dưỡng mà 2 năm không? Anh có mê game. Tại sao mà anh phải vô trường giáo dưỡng? Mê game từ từ. Vi phạm gì đây? Mê game xong rồi không có tiền bạc. Lúc đó mình cũng không có đi làm ăn gì hết á. Mình cũng không có chí thú làm ăn, mình cũng không có gì hết. Thì làm gì để có tiền? Ăn trộm ăn cắp. Đó. Anh cũng đã từng như thế và anh cũng đã xin lỗi người ta và người ta cũng tha thứ rồi. Thì mình cũng biết là mình sai ở đâu thì mình đứng dậy ở đó thôi. Thì con người thì ai cũng có cái lúc sai lúc đúng, thì không có ai là đúng hoàn toàn hết. Hồi đó rảnh rỗi là chơi game, còn giờ rảnh rỗi làm cái gì? Dạ đọc sách. Từ chơi game bây giờ chuyển qua đọc sách. Em thì chỉ có mỗi là bây giờ là chỉ có thích đi đá banh, thể thao. Nếu mà có bạn gái thì em sẽ nấu ăn cho bạn gái em ăn luôn. Đọc sách gì? Dạ bây giờ đang đọc cuốn học làm người ạ. Trời ơi. Sao dài phát biểu cảm tưởng coi em như thế nào? Em thì cũng còn thấy mà cũng còn nghi ngờ chứ. Thôi dành thời gian tìm hiểu kỹ thêm nha.
sau khi đọc sách Dạy Làm Người thấy là điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là em giao tiếp với cả tất cả mọi người rất là tốt, tự tin về cái khả năng giao tiếp của em. Em sẵn sàng nghe mọi người ngồi kể chuyện, nói chuyện. Em có hút thuốc, quen được bạn gái thì bạn gái sẽ giúp em bỏ được thuốc. Và thêm chút động lực nữa thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Em có một điểm mạnh nữa là nói chung là em cũng thích truyền cảm hứng với người khác á. Tại mình cũng đã từng gọi là như vậy thì mình bây giờ mình phát triển hơn. Kế bên những người xung quanh em thì có rất là nhiều người, người ta tuổi người ta lớn nhưng mà người ta chưa trưởng thành. Chị không biết trước đây em như thế nào nhưng hiện tại thì qua cách, tại vì chị cũng tiếp xúc rất là nhiều người, thấy em là có thiện cảm, cũng hiền lành, mặt mày sáng sủa, đẹp trai, dễ thương, hiền lành đó. Còn cái chuyện về quá khứ thì thôi hai bạn tự tìm hiểu thêm nha. Bây giờ nói về tình duyên một xíu nha. Trải qua mấy mối tình rồi? Em một ạ. Trước lúc đi giáo dưỡng chỉ có mình, một mình em yêu bạn đó, nhưng mà bạn đó không hề đếm xỉa đến em. Em cố chấp lắm, trong chuyện tình cảm em cực kỳ cố chấp, không chấp nhận thua người ta, không chấp nhận thua người ta, cũng đối xử tốt với người ta. Nhưng mà đến mãi về sau này thì em mới hiểu là một khi mà người ta đã không có cảm tình, người ta đã không có tình cảm với mình, thì mình có níu kéo, mình có cố gắng bao nhiêu nữa thì nó cũng vô ích, cố gắng bao nhiêu nữa thì nó cũng vô ích. Còn bảo là có người thích em không á thì chắc là cũng có một vài người, nhưng mà em không để ý đến người ta và em cũng không muốn người ta gọi là đặt tình cảm cho mình á. Tại mình đã không thích người ta thì thôi mình đừng gieo hy vọng cho người ta, để mất thời gian của người ta. Lý do làm sao hôm nay đến tới với chương trình? Dạ, tại em cũng muốn chương trình là giúp mình tìm được một người là có thể chia sẻ với mình trong cuộc sống. Rồi. Cái này là chủ đích đến đây để tìm kiếm đúng không? Dạ đúng. Còn rồi. Xung quanh là cũng có một vài người để ý mình nhưng mà chưa có đúng duyên mình, chưa dạ, có muốn. Bây giờ thì không, ngày trước thôi. Ngày trước khoảng 1-2-3 năm trước thôi. Rồi. Dạ. Ok. Công việc của em hiện tại là ổn định chưa? Dạ ổn định rồi ạ. Rồi ok em. Em thì sao? Tình duyên mình như thế nào? Em thì trải qua 2 mối tình. Mà mối tình sâu đậm nhất là chia tay cách đây 2 năm. Cũng quay 2 năm. Do hai đứa bắt đầu nhiều quan điểm quá rồi mới chia tay chị. Là miền Tây luôn đó phải không? Dạ. Quen thì kết hôn nhưng mà công việc đó em chưa ổn định, kiểu chưa tìm được công việc mà phù hợp cho mình á. Anh bảo là cưới vậy đi rồi anh nuôi. Em thì không thích kiểu mà sống dựa vào người khác. Cho dù làm công việc đó ít tiền đi nữa nhưng mà em cũng muốn là làm cái tiền của mình tự làm ra. Rồi khi mà quen á thì anh thương cũng chiều chuộng, nhưng mà khi mà quen chính thức em là người của ảnh rồi, ảnh coi giống như là em là kiểu như có cũng được mà không có cũng không có tôn trọng. Nhiều khi dẫn em đi, nhiều khi cũng nạt em giữa đường, nạt em giữa đường chứ. Rồi em cũng nạt lên luôn, kiểu như em mà cũng nhẹ nhàng thì em nhẹ nhàng, còn nạt em là thì em nạt lên luôn. Rồi cái hoài vậy, cái chia tay cũng bắt đầu quan điểm nhiều cái lắm chị. Ý là anh nói thôi vợ chia tay không đi, nạt em hơi một chứ. Ví dụ như lúc mà quen đúng không, em mặc đồ gì ảnh cũng cũng khen. Khi mà em đi với ảnh thì ảnh không có cho em mặc kiểu như đồ đẹp, cái nói thôi giờ đồ đẹp mới làm cái gì cho người ta nhìn thấy gì, cho người ta nhìn thấy gì. Biết đâu nay hơn sao, đổi phong thủy nó qua người Bắc biết đâu hơn sao. Sống là phải có tình yêu, con người mình mới là đầy, gọi là đầy cái cảm xúc, con người mình nó mới ướt át, con người mình nó mới gọi là tràn đầy sức sống được. Không có tình yêu mà nhất là phụ nữ. Yeah. Càng lớn tuổi nữa là càng khô cằn. Không được, phải có tình yêu nha. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi, muốn tìm một người như thế nào? Em muốn tìm một người là nghĩa là tôn trọng em, mà tin tưởng em á. Không có dễ mà bị lay lọng khi người khác nói gì với em á. Chứ mà đừng có mà gia trưởng với em á. Ngoại hình có yêu cầu gì không? Không, miễn dễ nhìn là được rồi chị. Bây giờ trên tay chị Tường là đang cầm hai cái điện thoại, trong này đã có cài cái app là Speak Couple ha. Đây là một cái app về tình yêu, chương trình đã set sẵn rồi. Trong này là có hai bạn ha, Viết Duy và Mỹ Huyền. Cho hai bạn tự lựa xem là trong này là mỗi người là có cái điện thoại có 4 tấm hình ở trong á. Mình thử cảm nhận coi hôm nay mình đang trò chuyện với người nào. Hiểu không? Hiểu không? Đây. Lựa đi. 4 Mỹ Huyền luôn á. 4 anh Viết Duy luôn. Theo em nghĩ hoặc theo em thích, anh nào là cái anh mà em đang trò chuyện? Em không cần anh này. Đó, kéo đi. 1 cô, 2 cô, 3 cô, 4 cô, lựa đi, cô nào? Khó ha. Em nghĩ là cô này hình như là... Cô nào? Cô này hình như là có chồng rồi nè. Cô nào có chồng? Sao biết có chồng? Đeo nhẫn hả? Hay. Cô nào, lựa một đi. Một trong hai cô này thì em cũng không rõ lắm. Bây giờ em thích cô nào? Nhưng mà nếu mà em đoán giọng nói thì chắc là cô này. Ủa sao nhìn cái hình mà biết giọng nói cổ luôn hay vậy? Không thì em đoán thôi ạ.
Bây giờ chọn cổ phải không? Dạ em thì rồi, giữ giữ nguyên đó. Dạ. Bên này chọn chưa? Em nghĩ là anh này. Lý do sao chọn anh đó? Em nghĩ giọng kiểu như em nghĩ trong đầu cái giọng ấy tự tự như vậy hả? Bên kia cũng lựa em qua cái giọng, bên đây cũng lựa ảnh qua cái giọng. Nhưng mà nếu anh này thì có đúng gu em không? Nghĩ chung là em thích người cao to. Này là cao to chưa? Cao. Chắc chắn là sẽ cao ngay em rồi đó. Cao rồi đó. Nhưng mà to ngay em có rồi đó. Rồi, bây giờ để xem coi sự lựa chọn của các bạn có đúng hay không nha. Mời các bạn hãy nhìn về màn hình và hãy xem hôm nay cảm nhận của mình thần giao cách cảm có cảm được hay không, hay là nó cách trở. Trời ơi, nó sai. Nó sai. Ảnh đâu? Chỉ lại coi. Đó, nhưng mà ảnh đón em đúng nha. Này em đúng không? Đó, thấy chưa? Trời ơi, hôm nay đàn ông nhạy cảm hơn phụ nữ, chắc đọc sách nhiều. Cảm nhận đầu tiên của em như thế nào khi mà nhìn dạ. thấy Huyền? Dạ rất xinh ạ. Dạ rất xinh ạ. Đây xinh là giống cho mình không? Không giống lắm, ở ngoài xinh hơn ạ. Mà ngoài xinh hơn ạ. Ông anh này thì kiểu như hai mối tình trước của em đều quen người ốm, tự như anh này luôn, rồi dốc dáng rồi cái màu da giống hệt luôn. Này ta người bắt cô ơi. Anh chia sẻ với em một điều như vậy. Mỗi người thì trong một cuộc sống thì người ta sẽ có điểm yếu điểm mạnh. Nếu mà em khai thác điểm mạnh của người ta để bù vô điểm yếu á, thì em sẽ rất là mạnh. Thì nói chung là đã là người bắt thì em đã thích rồi, em đã thích rồi. Dạ yeah, rồi. Bây giờ thì nè thẳng quà. Anh có món quà tặng em, anh cũng không biết mua gì. Dạ em cảm ơn anh. Em thì không có món quà mà em chỉ có cái nó gì tài năng thì em chỉ nấu được cái món súp đó. Đây là súp cua ốc heo. Mà em nấu? Em nấu. Mời anh thử. Dạ mời anh thử. Dạ anh cảm ơn. Wow. Em xin phép chị. Rồi xin phép chị, sao rung rẩy dữ vậy? Không biết là ăn xong á, ăn sao không? Đồ em từ xa lên tới đây nó nem nó đậm đà hơn miền Bắc á. Rồi. Ăn biết là được không? Ta ném chút chút thì làm gì nguyên chơi nguyên một cái ốc heo luôn vậy? Sao nó béo quá chị ạ? Ốc heo mà. Tại vì đồ người ta nó đậm vị, nó béo này kia. Ai biểu không ta sắn ra chứ em, là... Em xin miếng nữa nha, em xin miếng nữa nha. Ừ. Ngon. Nhưng mà hơi mặn, nhưng mà hơi mặn. Ngon mà hơi mặn. Tại còn em có để cái tương này vô. Rồi chứ em tiêu này kia cay đồ nhé. Được không? Ngon vậy. Không mà chị nghĩ thôi, ráng nuôi đi. Giờ này cái tướng này á, em cao mét mấy? Dạ em cao mét 73. Mét 73 thì ráng cho ăn ốc heo đi, chừng tháng là mập à, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ khui quà coi ảnh anh tặng quà gì nè, dễ thương. Đây cái sau. Tại em cũng lâu quá không biết không có cô gái á. Gì ông gãi đầu, có chí gì ông gãi. Em cũng thích son. Thích son hả? Vậy là được rồi. Rồi giờ thích món quà này không? Dạ thích ạ. Rồi, đang lỡ ăn rồi, chị Tường cho ăn luôn nha. Bây giờ thì cho hai bạn sẽ thưởng thức cùng ăn trưa với nhau. Ráng ăn hết chén súp nha, chương trình có chuẩn bị đồ ăn nữa. Hai bạn trò chuyện với nhau riêng tư ít phút đi, rồi chị Tường sẽ quay lại, được không? Dạ. Ờ, cái kéo em ra thì anh có suy nghĩ gì về em không? Lúc nãy em nói chuyện đó. Không, anh nhìn là anh có cảm tình. Tại cái bước đầu tiên mà hai người mà muốn xác định đến một mối quan hệ thì anh nghĩ sẽ là cảm tình đầu tiên. Ừ, anh nhìn em lên rất là có thiện cảm. Nói chung là đó, những em thì kiểu như trải qua hai mối tình thì nói chung là em cũng rất là sợ, kiểu như mấy người mà kiểu như nói chuyện mà cảm tình của em cũng sợ lắm. Ừ, bây giờ anh nói dài cho em có động lực để em có thể, ví dụ mà có thể là hôm nay chúng ta thành hoặc là không thành, nhưng mà để cho sau này ví dụ mà em có bước ra ngoài thì em cũng sẽ tin tưởng mọi người hơn. Thì bây giờ anh sẽ tặng em một câu kiểu như vậy. Không cần biết á là em ngày trước như thế nào, nhưng mà một khi mà em đã bỏ cái số vốn của em ra, chuyện tình cảm giống như là chuyện kinh doanh vậy đó. Nếu mà em chấp nhận bỏ ra một số vốn, có thể có rủi ro, có thể là có thành công, nhưng em không thử thì làm sao mà em biết là cái đó là thành công hay là rủi ro. Thế nên là mỗi cái thất bại của em thì sẽ tạo cho em một cái tiền đề để em bước đến tương lai. Chú nghe sợ sợ nhưng mà
mà em cũng biết được người ta sao thì phải tìm hiểu không? Thời gian dài mới biết được chứ đánh giá vội là còn sai. Yeah. Anh thì không thích đánh giá, anh chỉ thích kiểu như em thì sinh năm 98 là em là tuổi dần đó. Rồi gia đình anh hay là anh này có ngại cái chuyện mà con gái mà tuổi dần như em không? Thì anh không có về mấy cái vấn đề mà tuổi tác hay gì, anh không quan trọng. Anh quan trọng là em có đối xử tốt với anh, hoặc là anh có đối xử tốt với em không? Anh có đối xử tốt với em không? Thì nói chung là em sẽ bất nhiên là phải cho cơ hội để tìm để biết được anh là như thế nào, đúng không? Thế sau cái buổi này thì có muốn đi coi phim với anh không? Nói chung là lâu rồi em chưa đi coi phim. Thì anh sẽ chở em qua đó để lựa phim coi. Anh nghĩ là chắc là cũng sẽ có phim em thích thôi. Thôi em ăn đi. Mời em. Thế là lâu rồi anh chưa quen được người nào hay là sao? Lâu lắm rồi anh không. Nhưng mà chỗ anh làm, hồi nãy anh nói là anh làm người tài xế hả? Ừ, anh làm vật liệu xây dựng. Cái gì? Vật liệu xây dựng á, đi chạy. Cái là anh chở vật liệu xây dựng hả? Ừ. Ở dưới miền Tây em á, kiểu như người ta nói là kiếm bạn trai mà người tài xế, người ta nói là tài xế chứ không đi đâu thì gặp ai. Đúng rồi, gặp ai thì cũng yêu người đó. Chứ mà lăng nhăng là do bản tính đúng không? Chứ không phải là gặp ai cũng ấy. Chung là cũng mỗi người một quan điểm, nhưng mà mình tôn trọng quan điểm của nhau. Mình lấy hai quan điểm đó mình áp vô nhau để cho coi, để nhận xét với nhau là cái quan điểm nào đúng, quan điểm nào sai, chứ không phải là để hơn thua nhau gì về quan điểm này kia. Thì anh chủ yếu là anh để nói, thí dụ mà anh nói với em là để em biết cái sai của em ở đâu, em rút kinh nghiệm ở đó, chứ không phải là anh chỉ trích hay là anh nặng tiếng to tiếng gì với em. Anh thì anh cũng muốn là người ta sẽ thật lòng với mình nhiều hơn. Anh trải qua mối tình đầu tiên thì anh rất là sợ có điểm gì không thích ở anh, hoặc là em có điểm gì mà không hài lòng về anh, hoặc là em đến một ngày nào đó em nhận ra là em hết tình cảm rồi thì em có thể nói thẳng với anh. Để anh biết trước, để anh chuẩn bị. Thì anh sẵn sàng là anh cũng sẵn sàng buông bỏ, sẵn sàng ấy. Nhưng mà nếu mà chỉ vì một sự giận dữ mà em nói lời chia tay á, thì cái đó anh không chấp nhận. Không, đa số là đó giờ em chưa bao giờ mà dám nói cái câu mà chia tay khó lắm. Như em là một người mà sống tình cảm thì hơi khó nói câu đó lắm. Anh cũng mong là vậy. Dạ. Chưa? Dạ rồi ạ. Rồi rồi chút xíu nữa mình ăn tiếp, bây giờ mình chơi đi cho nó vui cái đã. Ăn còn cả đời để hai đứa cùng ăn với nhau nha. Bây giờ trong tay chị là có hai cái phiếu bốc thăm, mỗi người một cái. Trong đây là thử thách của chương trình cho vui. Bạn nam đi là có mẹ đi theo đúng không? Rồi bây giờ là chị Tường sẽ mời mẹ vô. Chị tên là gì? Mình tên là Hương. Hương, ủa chị Hương không tháo khẩu trang ra hả? Hôm nay mình đang hơi có một chút bận cho nên là thôi thì cũng xin lỗi Cát Tường tất cả mọi người trong trường quay. Dạ, mẹ là năm nay nhiêu tuổi nè? Chị năm nay 49. Hai con chia sẻ thì không biết là cảm xúc của chị ha, mình làm mẹ mình ngồi dưới mình nghe câu chuyện của con mình thì mình thấy như thế nào? Khi mà mình ngồi ở dưới á thì bắt đầu là mình thấy bé này ra. Mình đã cảm thấy là nó có một cái gì đó làm cho mình cũng hơi gần gũi một chút. Hai con nói chuyện với nhau thì lúc con trai thì nói nên những cái nghĩ của con trai, và bạn này cũng nói, thì đầu tiên là con trai thì nói mình cũng rất là vui. Và đến khi con trai mình chia sẻ thì cô kia thấy hơi lắc đầu, mình cũng thấy hơi chạnh lòng một chút. Chạnh lòng là sao, là buồn buồn một chút thôi. Qua câu chuyện bữa ăn trưa của hai con thì mình thấy cảm nhận được cái sự đồng cảm của hai con, mình có hiểu hơn. Và cô bé này thì có thể là cũng thấy hòa đồng hơn và cảm thấy cũng vui vẻ hơn. Không có mẹ theo dõi kỹ quá ha, lo lắng quá. Còn về thực sự là mình thì có hai lần xây dựng gia đình. Một lần thì có một trai và một gái, còn một lần thứ hai là có hai trai. Nhưng mà mình cũng rất là mừng trong gia đình nhà mình, tuy là hai lần nhưng mà mình cũng rất là mừng, bởi vì có bốn người con. Từ một người ham chơi này, chơi game này, bỏ bê này,
gia đình này, nhưng bây giờ thì cháu rất là hoàn toàn là thay đổi rất là nhiều, yêu mẹ rồi yêu mọi người rồi lo lắng cho gia đình công việc, ví dụ đi làm được là bao nhiêu tiền, là mẹ ơi con làm được tầng này này, rồi nói chuyện với mẹ, tâm sự với mẹ này, và nói chung là hai mẹ con rất là hòa hợp. Dạ. Và cháu cũng rất là hay chia sẻ với mình. Dạ quá tốt rồi chị ha. Dạ. Cha mẹ nào cũng vậy, cũng mong muốn cho con mình được thành đạt. Đó, thành người. Nhưng hôm nay chia sẻ như vậy thì chắc là mẹ cũng rất là xúc động ha. Đúng rồi. Rồi nhưng bây giờ với hai cháu ở đây thì không biết bây giờ mẹ có lời gì muốn nói với cả hai bạn đang tham gia chương trình ngày hôm nay không ạ? Ngày hôm nay thì trước tiên là mình rất là cảm ơn chương trình. Dạ. Cô cũng mong rằng hai con tìm hiểu rồi có thể chia sẻ thấu hiểu nhau và cùng nhau bước đến con đường tương lai. Dạ. Rồi bây giờ giả tỷ hai cháu mà tiến tới hôn nhân rồi, không biết bây giờ mẹ riêng rồi, mẹ ở riêng, mẹ có gia đình có hai con sau nữa rồi nè, rồi bây giờ mẹ có lo gì cho con trai đầu không nè? Nói chung là người mẹ nào cũng vậy đúng không ạ? Cho dù là con mình nó có gia đình rồi, yeah, nhưng mà thường thường đúng rồi, vẫn thương, vẫn quan tâm, vẫn giúp đỡ. Yeah. Đấy là cái tâm lý của người phụ nữ nào ở trên đất Việt Nam mình. Dạ. Yeah. Tường cũng vậy, rất là đồng cảm với chị ha, và cũng hiểu được cái nỗi lòng của người mẹ. Thì cũng không biết hai bạn trẻ hôm nay như thế nào. Đúng rồi. Thì mình cứ tiếp tục mình theo dõi, với là mình cũng cầu mong cho các con là lựa chọn cho đúng đắn, rồi sống cho thật là vui, là khỏe, là mình làm ba làm mẹ là mình vui rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi đó là ý kiến của mẹ ha. Không biết là em có cảm nhận gì không sau khi nghe những lời cô vừa chia sẻ? Em với cô là người sống có tình cảm. Giống như là nội em ở nhà. Ồ vậy hả? Sống với nội hả? Ồ hiện tại giờ vẫn đang sống với nội. Em ở với nội từ nhỏ tới lớn. Ồ vậy hả? Vậy còn ba mẹ? Ba mẹ em kiểu như không có khả năng mà thương nuôi em á chị. Cái nội em bắt nuôi tới giờ. Bây giờ mình chơi game nha. Bây giờ bóc lá trước đi. Rồi đọc lớn lên cho anh chị nghe coi. Bạn thực hiện một trong hai hành động sau đây: xoa bóp lưng, hôn nhau thường cảm xúc trong 30 giây là ôm ai chị? Chị đọc hết chưa? Dạ hết rồi. Là có hai điều đó thôi hả? Dạ có được thực hiện hai cái luôn. Không, một cái à, một cái à. Lựa chọn đi giờ. Dạ. Thì chắc ôm đi, chắc ôm đi. Vậy chắc ôm đi hả? Dạ. Rồi chú quá mời. Thôi để hỏi bạn nữ đi. Hỏi bạn nữ đi, đúng rồi. Bạn nữ muốn cái gì? Em nghĩ chắc ôm. Em nghĩ chắc ôm. Là trùng khớp ý kiến. Ôm nhau thử cảm xúc trong vòng 30 giây. Rồi, đi vòng qua bên đây. Thử cảm xúc trong vòng 30 giây. Rồi đứng lên, bà chọn ôm luôn thì đứng lên tao mới ôm được chứ. 30 giây tôi canh đồng hồ nha, cảm nhận nha. Về nấu súp cho ăn nhiều cho mập chút nha. Ôm nhau chứ không ôm được. Ôm gì? Ôm nhau. Ôm nhau cũng được. Ôm nhau. Ôm. Cái gì vậy? Gì mà lắm hoài vậy? Ôm nhau. Tại em cũng không biết là ôm nhau là ôm. Ôm nhau là ôm, hai người ôm nhau vậy nè. Ôi thôi anh chưa giờ ôm ai hả? Hả? Hồi đó giờ chưa bao giờ ôm ai hả? Em không biết hung mà. Chắc có mối tình đầu. Em chưa biết hung. Chứ cái mối tình đầu sao? Mối tình đầu là không được hung. Hèn chi ta bỏ phải rồi. Ôm nhau. Dạ. 30 giây. Làm gì ông xoay xoay hoài vậy trời. Em ngại quá. Có gì đâu ngại. Kìa mẹ nói có gì đâu ngại kìa. Chạy tưng. Chạy tưng hả? Ủa gì vậy? Lắm. Ôm đi trời. Ê, ôm nhau vậy chứ có cái gì đâu mà làm gì vậy? Có gì đâu mà ngại. Trời ơi, ôm cái kiểu gì kỳ giống thế nữa. Ôm mà đưa nguyên cái nách vô mặt người ta. Rồi hôi nách chắc chứ. Trời ơi, bây giờ ôm vậy nè, để tôi thiện phạm đây nè. Ôm nhau nè, hai đứa nè, nhỏ này ôm dưới này nè. Ôm nhau là ôm vậy nè. Làm gì ôm nhau mà gì cực khổ hai vậy? Hai mới chị ảnh là ôm em đó, mà ảnh... Dạ, thôi em xin phép là được chọn phương án thứ nhất ạ. Sao bắp lưng? Dạ, em đấm lưng ạ. Rồi giờ em ngồi xuống đây cho nó bắp lưng cho nó khổ quá rồi, em mới cứu vớt cuộc đời nó trai tân đó. Để qua bên đây nè. Dạ, rồi, bắp lưng, xoa lưng. Dạ, đây.
đúng chị. Ai biết đâu, hỏi cổ chứ. À đúng rồi. Anh ấy làm chất quá. Làm chất quá. Đấy. Làm cho nó tay nghề điêu luyện chút coi. Trời ơi, cảm giác hưởng thụ chút coi Quyền. Em thấy đau không chết luôn. Trời ơi, đau kìa, nhẹ nhẹ thôi. À, nhẹ. Rồi lưng nữa, cái đó mới vai à, xuống lưng, đây. Xuống lưng. À đây, đây. Là đó giờ anh chưa làm trai á. Nên tay nghề. Ủa, trai tân thiệt luôn hả? Dạ. Trai tân thiệt hả? Dạ. Đừng gạt chị nha. Ơi đau. À, thôi được rồi, vậy chắc là em nghĩ là được rồi. Về chỗ. À, anh xin lỗi. Bây giờ đi về kiếm, dạ. Lát mua cho tặng nó cuốn sách Học yêu giùm chị. Học làm người nhiêu đó đủ rồi, giờ học yêu giùm tôi nha. Ủa, vậy là sao thiệt á hả? Dạ thiệt ạ. Mà đó giờ chưa có hung phụ nữ luôn hả? Dạ chưa. Chưa biết hung ai là gì. Trời, chắc lo cắm đầu dạ, cắm không, cổ biết trong biết hung con... mẹ em à. Hồi bé em biết hung mẹ em. Chắc cắm đầu cắm cổ vô game không quá à. Bây giờ còn chơi game không? Dạ dạ vẫn còn ạ. Nhưng mà ít lắm. Có nghĩa là thí dụ mà mình rảnh thì mình mới chơi thôi. Còn thực sự không có thời gian chơi game. Bây giờ đi học mua cái cuốn sách học yêu liền giùm cho tôi được không? Dạ có mấy cuốn nhưng mà chưa có đọc tới. Bây giờ về bỏ cái cuốn học làm người ngưng qua bên đi, học cái cuốn học làm yêu trước. Làm gì mỗi lần cũng quýu lên cũng quơ tay quơ chân mà lắc gì. Dạ ok. Được không? Dạ được rồi. Trời đất ơi là trời. Rồi cái này của em nè. Học lớn lên coi. Bạn chọn một hành động cho người đối diện thực hiện. Một là hít đất, một là thục dầu, hai là ôm một phút từ phía sau, ba là hôn má của bạn. Đó, em chọn đi, cho nó hôn má không? Không làm cũng được đâu. Ôm phía trước cũng không được thì sao ôm phía sau được. Ờ, hít đất, hồi đó giờ em chưa thấy ai hít đất cho em coi chứ. Chết chà. Nhiều cái à? Nhiều cái, hỏi cổ đi. Ờ, có 10 cái được rồi anh ơi. Tướng coi, đúng rồi. Chứ không lẽ muốn về nhà còn hít. Ờ, mà không biết có yếu không nha. Đếm đi cơ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thì rồi nó 10 rồi. Tại em á, em đếm mà em đếm ăn vàng á, nên mà hàng này nó không có ăn vàng. Nghĩa là hồi nãy em đếm nhanh quá, người ta mới hết mới có 5, em đếm qua 6 rồi. Mà thằng bé này nó rất là ý thức, nó đủ 10 luôn nó mới ngưng. Coi như là yêu thì không biết, nhìn tướng ớm ớm vậy chứ không có yếu nha. Thấy hít đất làm sao? Dứt khoát, xuống sâu, mạnh mẽ, đúng không? Trời ơi là trời, thì khổ giờ. Không, người ta nói là mấy người mà ốm á là thầy á, ốm á là thầy á. Trời bà này quá nữa, bà tôi không biết à nha, bà nói tôi không nói à. Ủa hiểu người ta nói gì không mà cười? Dạ hiểu. Ủa hiểu em, à? Em không biết yêu nhưng mà mấy cái câu đó thì hiểu. Thôi à, cho không chị. Em nghĩ là bạn nói đúng á, em biết của em như thế nào mà. Thôi tôi không biết gì chơi cái này, tôi không có nói nha. Để tôi nói tôi tìm vô đầu óc luôn, có mấy đứa nhỏ rồi bậy bạ nè. À, nãy giờ trò chuyện nhau cảm xúc của em như thế nào? Nói thật lòng nha, mình dân miền Tây phải thật thà chất phát à. Dạ. Trời, em thấy ảnh đúng là mẫu người mà em đang tìm. Cũng chia sẻ có sao nói vậy. Nhưng mà chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu rồi sao? Thí dụ vậy rồi em sao? Thì về em dạy lại. Em dạy lại. Em dạy lại. Ồ, dữ. Cảm xúc của em nãy giờ như thế nào? Dạ, em vui ạ. À. Em đang dung ạ. À. Giờ mình hát được không ta? Dạ, chắc là được ạ. À. Chơi luôn, vỗ tay. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì anh luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Sao cảm nhận sao cưng? Nói chung là hát hay, tình cảm hát hay. Tôi tưởng đâu hít đất sau là hụt hơi chứ. Rồi nói chung là chị thấy rất là tuyệt vời rồi.
À, bây giờ thì chơi game cũng rồi, ý kiến phụ huynh cũng rồi, ăn uống tâm sự hết rồi. Nếu như hai bạn cảm thấy là mình hôm nay có duyên gặp nhau mà thấy thích nhau, quý nhau, muốn cho nhau cơ hội thì mình bấm nút mình hẹn hò. Nhưng khi mình đã bấm nút hẹn hò rồi, mình phải trân trọng. Bởi vì rất nhiều người ngồi ở đây mà họ bấm nút họ đã tiến tới hôn nhân có con có cái. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra, được chưa? Hãy dùng lý trí để phán xét người này có phù hợp hay không để quyết định nha. 1. Muốn xác định đến một mối quan hệ thì anh nghĩ sẽ là cảm tình đầu tiên. Anh nhìn em lên rất là có thiện cảm. Em thì kiểu như trải qua hai mối tình liền chung vì em cũng rất là sợ kiểu như mấy người mà kiểu như nói chuyện mà cảm tình của em cũng sợ lắm. Nhưng em không thử thì làm sao mà em biết là cái đó là thành công hay là rủi ro. 3. Hết thời gian. Sao nôn nóng vậy, rung mình mới 2 bấm rồi. Dạ, chị kêu là chị đến từ 1 tới 3. Em sợ là tới 3 là hết là không được bấm nữa. À, là từ 1 là em đã đến bấm rồi. Mà thấy bạn nữ chưa bấm nên em không dám bấm. À, mà em thấy lâu quá bạn nữ không bấm thôi em bấm luôn. À. Rồi, qua bên đây đứng đi, cảm ơn hai bạn. Bây giờ là coi như trong chương trình này là chúng ta chính thức trở thành một cặp đôi rồi ha. Dạ. Bây giờ xin bạn gái nắm tay. Rồi, xin đàng hoàng nha. Cho anh được phép nắm tay em một cái. Không lẽ nắm nửa cái. Rồi bây giờ xin phép bạn gái cho hôn một cái nụ hôn kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt trong chương trình. Được không em? Dạ được. Được. Dạ được ạ. Dạ được ạ. Dạ được thì làm đi chứ nhìn tôi chi. Bạn gái cho rồi thôi chứ. Trời ơi.